Người vô phúc tính toán chi? Người có phúc thì không cần toan tính, người vô phúc tính toán cũng bằng không. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện này để có thể lý giải được vì sao có câu nói trên. Xưa kia có một vị tú tài tên là Trần Hữu Vọng, nhà ở núi Lĩnh Nam, gia cảnh sung túc đủ đầy. Chỉ tiếc rằng con đường quan vận lại gặp cảnh gian truân, liên tiếp 5 lần thi cử đều không đổ. Một hôm, Trần Hữu Vọng nghe nói dưới thị trấn có người tên là Lý Bán Tiên, bối mệnh như thần. Vậy là Trần Hữu Vọng xuống trấn tìm gặp Lý Bán Tiên, bói một quẻ xem vận mệnh tiền đồ của mình ra sao. Khi vừa tới thị trấn, Trần Hữu Vọng thấy quầy xem bói của Lý Bán Tiên rất vắng bóng người, chỉ thấy Lý Bán Tiên đang xem quẻ cho một người ăn mày. Trần Hữu Vọng thấy người ăn mày đưa cho Lý Quán Tiên một đồng xu để xem quẻ cho mình, xem nguyên cớ vì đâu cuộc đời của mình lại trăm nghìn cơ cực như vậy. Lý Bán Tiên nhận tiền của người ăn mày, sau đó xem qua chỉ tay và ngũ quan của người ăn mày, tiếp đó lại bảo người ăn mày đọc tên họ, ngày tháng năm sinh bát tự. Người ăn mày nói tên là Dương Cơ Đường, sinh tháng 2 năm Mậu Tuất. Lý Bán Tiền bấm ngón tay tính số một hồi rồi nói, số mệnh của người cũng không đến nỗi tệ, sau này ắt sẽ gặp quý nhân giúp đỡ. Khi đó không những vận mệnh thay đổi, mà còn lấy được vợ, sinh được hai người con trai, và sống đến năm 70 tuổi không bệnh mà chết. Người ăn mày nghe Lý Bán Tiên bói cho mình như vậy thì vô mừng và cảm tạ Lý Bán Tiên. Sau khi người ăn mày rời đi, Trần Hữu Vọng đến trước quầy của Lý Bán Tiên nói, tại hạ quan dẫn bất hạnh, xin tiên sinh bói cho một quẻ xem gian vận và tiền đồ thế nào. Lý Bán Tiên yêu cầu Trần Hữu Vọng cho biết họ tên, giờ sinh tháng đẻ. Sau khi có được giờ sinh tháng đẻ, Lý Bán Tiên tính toán một hồi lâu, vẻ mặt không ngừng biểu lộ sự kinh ngạc khó hiểu, thần sắc thay đổi. Trần Hữu Vọng thấy vậy mới hỏi, tiên sinh không cần lo ngại, có điều gì xin cứ nói thẳng, đừng ngại. Nghe Trần Hữu Vọng nói vậy, Lý Bán Tiên mới đáp, thư cho tôi nói thẳng, số mệnh của anh đại hỷ đại sầu, vui cũng nhiều mà buồn cũng chẳng ít, số anh sẽ đổ cạn nguyên, làm quan lớn. Nhưng mà cuối cùng lại phải chịu cảnh nghèo đói cơ cực, chết nơi đầu đường. Mới nói đến tới đó, Lý Bán Tiên đã thấy Trần Hữu Vọng, thần sắc không còn nên an ủi. Việc vận mệnh ở đời, tin thì có, không tin thì không. Mọi việc đều do con người, nếu như có thể hành thiện tích đức, cũng có thể cải được mệnh trời. Hữu Vọng nghe xong thì đưa Lý Bán Tiên một đồng xu, rồi buồn bã rời đi. Một năm sau đó Trần Hữu Vọng vào kinh ứng thí, thật trùng hợp thay, đi trên đường Trần Hữu Vọng gặp một người ăn xin bệnh tật nằm bên đường, nên động lòng xót thương, cõng người ăn xin tìm một quán trọ, rồi gọi tiểu nhị sắp xếp phòng ở và gọi thầy thuốc đến khám chữa. Qua mấy ngày sau, người ăn xin dần dần phục hồi, Trần Hữu Vọng hỏi quê người ăn xin ở đâu, hà cớ làm sao lại ốm đau bệnh tật bên đường như thế này. Người ăn xin đáp, tại hạ tên Dương Cơ Đường, cũng từng học sách thánh hiền mấy năm, nhưng sau đó gia đình gặp phải án oan của quan phủ nên tán gia bại nghiệp. Cha mẹ cũng vì thế đau buồn mà chết, bản thân phải lưu lạc bên ngoài để ăn xin qua ngày. Trần Hữu Vọng nghe đến ba chữ Dương Cơ Đường thì giật mình sửng sốt, nhớ lại chuyện xem bói kia xưa, nhìn kỹ lại quả đúng là người đó. Trần Hữu Vọng nghĩ, hắn ta bị ngất bên đường, mình trùng hợp nhìn thấy nên cứu được, lẽ nào mình chính là quý nhân trong đời của hắn? Xem ra đây cũng là duyên phận, làm người thì phải hành thiện tích đức, huống chi mình là người đọc sách thánh hiền, nay gặp người hoạn nạn, lẽ nào lại không giúp hắn? Vậy là Trần Hữu Vọng đi mua quần áo mới cho Dương Cơ Đường, rồi rủ Dương Cơ Đường cùng mình vào kinh ứng thí. Trên đường đi cũng coi như có người bầu bạn, sau khi Dương Cơ Đường thay đổi y phục sạch sẽ, hai người nhìn rất có nét giống nhau, cứ như huynh đệ một nhà, cùng nhau khởi hành. Chớp mắt đã đến được kinh thành, hai người cùng tham gia thi cử. Vừa thi xong, Trần Hữu Vọng lại đổ bệnh. Mặc dù Dương Cơ Đường tận tình chăm sóc, nhưng bệnh mãi vẫn không có tiến triển. Mấy hôm sau tới ngày thì có kết quả thi. Vì thân thể suy yếu nên Trần Hữu Vọng không đi xem được, mà nhờ Dương Cơ Đường đi xem. Dương Cơ Đường đi xem, thấy Trần Hữu Vọng đổ đúng trạng nguyên, trong lòng mừng thay cho ân nhân.
Nhưng đến lúc tìm đến tên mình thì chẳng thấy đâu, trong lòng buồn bã trở về khách trọ. Về đến khách trọ, định bụng mang tin mừng cho ăn nhân hay, nhưng thấy Trần Hữu Vọng đang hôn mê bất tỉnh, thần sắc chẳng còn, có lẽ cũng chẳng sống được mấy hồi nên nảy sinh ác niệm. E rằng số hắn không hưởng được cái phúc trạng nguyên này rồi, chỉ bằng mình giả mạo hắn đi hưởng cái phúc phận này. Dù sao thì mình và hắn tướng mạo cũng khá tương đồng, mà dù cho hắn may mắn không chết, lúc đó có chết thì mình cũng không thừa nhận, hắn cũng chẳng làm gì được. Nghĩ xong, Dương Cơ Đường liền trộm lấy tư trang của Trần Hữu Vọng, bao gồm cả giấy tờ chứng khảo đi ứng quan. Quan chủ khảo kiểm chứng giấy tờ, chứng minh thân phận của Hữu Vọng, không thấy có gì bất thường, nên tiếp tục tham gia thi điện. Lần này cũng coi như Dương Cơ Đường có chút tài học, qua được quan khảo nên được bổ nhiệm làm quan cao. Trần Hữu Vọng ở quán trọ đợi 7 ngày mà không thấy tin tức của Dương Cơ Đường. Nhờ người hỏi thăm, thì được tiểu nhị nhà trọ nói, người huynh đệ của anh được phong làm quan rồi. Nghe vậy Trần Hữu Vọng thấy vui trong lòng, thật mừng cho bạn. Hữu Vọng cố gắng nhấc tấm thân yếu ớt đi thăm bạn, nhưng lại bị bạn từ chối không gặp. Thấy làm lạ quá, Trần Hữu Vọng đi xem bản thi, thấy tên mình đứng đầu bản thi nên mới tỉnh ngộ ra. Hóa ra Dương Cơ Đường mạo danh tên mình đi ứng quan. Vậy là Trần Hữu Vọng đi cáo trạng, nhưng tất cả giấy tờ chứng minh thân phận đều không còn, nên cũng chẳng thể làm được gì, lại bị quan phủ đánh đuổi ra ngoài. Gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa, Trần Hữu Vọng đành đi khắp nơi kêu oan. Một đêm nọ, Trần Hữu Vọng lại gặp phải đám lưu manh đánh đập rồi ném xuống sông. Đến khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc thuyền lớn. Hóa ra số mình mạng lớn, vô tình được Trương Viên Ngoại cứu sống. Trương Viên Ngoại đem Trần Hữu Vọng về nhà chăm sóc. Thấy Hữu Vọng là người hiểu sách thánh hiền, nên giữ lại dạy học trong nhà. Thấy Trần Hữu Vọng dạy học chăm chỉ, người lại hiền lương, nên đem gả con gái cho anh. Cũng kể từ đó, Trần Hữu Vọng đổi tên thành Dương Cơ Đường, lấy vợ sinh con. Sau khi lấy vợ, thì sinh được 2 người con trai, cuộc sống cứ thế hạnh phúc qua ngày. Sau này tình cờ gặp lại Lý Bán Tiên, nhớ lại chuyện xưa thấy oán hận trong lòng, nên Trần Hữu Vọng oán trách. Lý Bán Tiên nghe Hữu Vọng kể lại đầu đuôi sự việc xong, liền cười lớn nói, lão phù sao có thể bói sai cho cậu được? Cậu là người thiện lương, ắt có thiện báo. Ông trời đã tìm cho cậu một người thế thân chịu tội. Nghe vậy Trần Hữu Vọng mới chợt hiểu ra huyền cơ. Lại nói về Dương Cơ Đường, sau khi làm quan chẳng được bao lâu thì tham ô hối lộ nên bị miễn chức bãi quan. Tất cả gia sản đều bị tịch thu, người nhà bị bắt làm nô bộc, bản thân thì lại phải sống ăn xin cô độc ngoài đường. Cuối cùng cũng mắc bệnh mà chết bên đường, ngay cả xác cũng không người chôn cất. Đây đúng là ứng với câu nói, người có phúc thì không cần tính toán, người vô phúc tính toán cũng bằng không. Dương Cơ Đường mạo danh Trần Hữu Vọng mà hưởng phúc trạng nguyên được đúc đầu, nhưng sau cùng lại phải gánh họa cuối đời của Trần Hữu Vọng. Còn Trần Hữu Vọng thì thiện lương, vô tình lại được hưởng phúc. Cuối cùng sống đến năm 70 tuổi không bệnh mà đi, quả là thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Câu chuyện sinh nghề tử nghiệp, chúa đi rừng chích khô trên cây cao trong rừng sâu. Lớp 3 trường làng chưa xong thì Bảy Bền đã xếp bút bi phụ mẹ lo cho hai em có cái tọng vô mồm. Ba má nói học cho nhiều cũng vậy thôi con ơi, cái mã nhà mình không phát đường chữ nghĩa, vô rừng theo cha mày cho chắc. Hai cha con đi lấy đặc sản rừng, bù nào thức nấy, rừng miền đông trái cây thôi thì vô thiên vô lũng. Nào say, cám, bù lợp, gùi, đến mùa măng thì bà má ngày nào cũng có mặt ở chợ bán đủ loại măng khô, măng tươi. Đúng là nghề dạy nghề, mùa chín mưa ở miền đông dầm dề, không thua chi mùa mưa ở Huế trong thơ Nguyễn Bính, mà cha của Bảy Bền thừa tài để cho ra măng sấy, quả là quá xá hay. Nghề không cao dễ chi được, chưa kể bảy cò ke, còn cho bà má có thu nhập thêm từ thịt rừng. Ngày nào ông cha cũng khề khà vài ly đế bên một đĩa thịt tú hụ không treo, chồn thì cũng nhím sóc hay gà rừng. Hai cha con còn tham gia lấy cây về bán cho những trại mộc. Ai làm nhà cân loại cây chi cứ gặp cha con của Bảy Bền là xong tuốt. Nhờ chí thú nên 15 tuổi, Bảy Bền đã có một cặp bò kéo xe chiến đấu. Trên cổ xe bò, Bảy đi sâu vô những cánh rừng lồ ô, đem loại cây này về xóm nhỏ, dựng nghề chẻ tâm nhang cho bà con cô bác kiếm thêm.
với rừng, bảy bền tinh thông hơn cả căn nhà của mình. Nhờ cái tinh thông này mà những năm khốn khó sau chiến tranh, rất nhiều các ông bà có của nương theo bảy bền mà ăn nên làm ra. Linh luôn cả hàng tỷ phú xứ ta, chứ triệu phú thì khỏi nói. Đặc biệt những năm rừng bị nghiêm cấm, ai vào rừng không giấy phép là tù không cải cọ lôi thôi. Kẹt cái lúc đó kinh tế khó quá, cấm thì dân nghèo lấy chi mà sống, thôi thì gỗ thì cấm kiệt, chứ mày kè lá ta cho qua. Cấp giấy phép cho họ và ta thu thuế nuôi rừng. Nhưng quý vị thị thành muốn biết đâu đó trong nguyên sinh có tre, có mây, có lá thì phải thông qua hằng chưa tốt nghiệp lớp 3 là bảy bền. Còn gọi nó là anh này anh nọ nữa mới là ngon hung. Bảy hóa thành thần tài cho các vị có giấy phép. Mỗi chủ khai thác chỉ ít trong tay 50 lính gác, họ giao hết cho bảy. Bảy đưa thợ vào những cánh rừng nơi ngự trị toàn lộ ô. Người ta đưa lộ ô cây về nhà máy để sản xuất đũa. Mỗi cây người thợ rừng hưởng 700 đồng. Gin 130 đưa về nhà máy là 2.000 đồng, mỗi cây chú thâu lời 1.300, cho chung chi thuế má xăng cổ hết 1.000, ta còn 300, mỗi xe 600 cây, ta có 180.000 lãi. Mỗi ngày ta có 5 xe về nhà máy, thì không tỷ phú thì là chi? Ngoại trừ lô ô cây, ta còn cho ra niền để chế biến tâm nhang, mỗi bó niền thợ rừng ăn 4.000, về đến chỗ bán là 40.000, cho chi phí tối đa 30.000, mỗi ca mát chở 400 cục niền. Ngày đi 2 xe, mẹ cha ơi vàng để đâu cho hết, nói chi là tiền. Về sau có một đại gia rất am tường thiên thời địa lợi và lòng nhân ái bao trùm không chừa một khoảng trống nào ở vùng rừng ít. Vợ của bảy bền nhờ ông ta mà thoát chết. Cảm tạ cái ơn này nên bảy kính cẩn gọi đại gia là anh Sáu và nghiêng mình dưới trướng anh trong nghiệp khai thác độc quyền mây tre lá. Anh Sáu lên, bảy cũng lên theo và anh Sáu nâng bảy bền như năng trứng. Chào ôi, bảy hay lắm. Lô ô dưới lũng sâu mới là loại nhiều năm tuổi. Muốn ra một cặp đũa không bị tòe đầu, phải lô ô 3 năm tuổi đi lên. Cây non là bỏ, tâm nhang cũng vậy. Chẻ xong, đem đánh bóng thì cây tâm non sẽ gãy. Nếu may mắn còn nguyên, chúng sẽ bị cong vòng khi cắm lên bát hương. Bọn nghiệm thu rút lên một nắm, chỉ cần một cây bị oằn là chúng bỏ cả kiện. Hàng xuất khẩu đang nằm ở bến cảng mà bị cả là chết. Nên chi bước khai thác thô phải tuyệt đối là cây già. Muốn cây già thì phải xuống lũng. Dân lũng trong rừng miền Đông không thua chi dốc cao, khúc khuỷu, dốc thăm thẳm trong thơ của ông Quang Dũng tí nào. Tuy vậy, với bảy bền thì không sao, anh ta điều kỳ tốt. Thợ rừng cứ cho ra sản phẩm bất kỳ nơi đâu, đèo cao hay suối sâu, khó khăn cỡ nào cũng không qua được bảy. Xét cần 2-3 chiếc zin sẽ vào bốc hàng một chỗ đi cùng nhau hợp lực, mà qua chuông qua đèo. Bảy sẽ cùng một tớp công nhân chuyên xẻ đường luôn có mặt trên từng cây số với cuốc chim và xẻng trên vai. Bọn tài xế xin 3 cầu và xin 130 phòng bảy lên hàng kỹ sư cầu đường luôn. Còn nói như vậy, mấy hàng kỹ sư thời nay phải gọi bảy bền bằng sư phụ. Khai thác mây tre tạm gián đoạn khi mùa đưa ươi đến. Mẹ cha ơi, dân rừng miền Đông lên hay không là nhờ loại trái cây này. Tháng giêng là thợ đã xuyên rừng tìm cây và đánh dấu. Cây nào có tên là xin đừng rờ vào. Thợ rừng nói chuyện với nhau bằng cú đấm là chuyện nhỏ. Giao rượu cũng nhỏ luôn. Cây tao mà mày dám tra bú vô hạ là bao nhiêu? Tao lấy hết. Luật rừng đã định rồi. Cây đã khắc tên. Ai biểu mày đụng vô? Tháng 2 là tú ra đi lượm ươi bay. Loại cái này chỉ được bách bệnh đang nghe. Nóng trong người, thiệt đó, đang xỉn rượu tới mặt tới mày mà chơi một ly hai cái ươi là nhẹ liền. Cả táo bón kinh niên cũng chào thua đàn anh ươi. Ngày đầu nó còn trị được tiểu đường và thấp khớp. Nhưng nếu chỉ vậy thì không thể trả lời cho câu hỏi vì sao ươi đắt như vàng, đến mùa đầu nậu thu mua về để xuất khẩu. Chả ai cần biết nó xuất đi để làm chi, chỉ biết nó giá cao lời nhiều là em làm cái đã tính sao. Nhưng mà đi lượm ươi bay thì một ngày được mấy trái. Cơm ăn cơm dở vô rừng mà đi lượm thì ở nhà đi móc bọc ni lông còn có ăn hơn. Quý ông thợ rừng tra búa tra rìu vô cây hạ hết. Khổ cái là rừng đang được bảo vệ, cụm rừng anh đang khai thác lô ô, tại sao cái ươi này lại bị đốn? Chỉ một cây bị ngã là anh sẽ bị tước giấy phép ngay tức khắc, nghe chưa? Dạ nghe. Lúc này mới thòi ra cái thông minh của hàng chủ soái bảy bền. Bảy không đốn mà trèo lên cây để hái. Mẹ ơi, cây ươi trái nhiều phải là cây trưởng thành, cả hai vòng ôm người lớn và cao tầm 20 mét. Ông cố nội ai leo cho được thưa quý anh? Ai không được chứ bảy bền thì pha. Bảy chả có vỏ, nên nào biết bích hổ du tường là cái ba láp ba xàm chi.
Bảy cũng chả tin cái vụ nhúng một phát bay lên như trong phim Tàu. Tôn Ngộ Không cũng xạo luôn. Bảy kèo theo kiểu của Bảy và chuyên nghề cho anh em thợ chả giấu giếm chi. Bảy ra lò rèn, đặt đánh 40 cây đinh. Mỗi cây dài 40 phân bằng thép lò xo phục chúng của xe jeep luồn còn sót lại từ thời mồ ma ông Cộng Hòa. Không có loại thép này thì phải tạm sử dụng sắt rằn phi 12. Thêm một cây búa 3 ký mà cái cán cũng được hàn bằng thép cắn. Một sợi đai lưng dùng để treo trụ điện cao thế là xong bộ đồ treo cây. Cứ thế Bảy treo, cứ lên cao 5 tấc, nện một cây đinh, lúc vô 20 phân, 40 cây là 20 mét. Lên đỉnh rồi thì ta tha hồ hái. Lưng lửng bao là thả xuống bằng một sợi tời, vẫn đeo sau lưng khi chinh phục đỉnh cao. Cái vụ treo này phải gan gốc cỡ Phàn Soái thời Hán Sở tranh hùng bên Tàu. Lên cao là gió ngàn, thổi lồng lộng. Những ai từng trèo dừa để làm cỏ chắc biết gió ra sao khi lên cao. Nhưng trên một ngọn dừa kẻ trèo không có cảm giác ngợp bởi bên dưới là nhà và vợ con đang à ơi hát bài quê hương. Cái ngợp của màu xanh đại ngàn cực bí hiếm. Ta có cảm giác như đang một mình trên biển xanh bao la với một mảnh thuyền con. Cái ngợp ấy là niềm cô đơn của một sinh linh bé mọn trước hùng vĩ của cao thâm, dân sống bằng rừng tất nhiên gan dạ có thừa. Đối phó với sốt rét rừng hay hùm beo lợn rừng, thậm chí có cả ông bồ cũng không sợ. Con nít mới lớn cũng coi pha. Một thợ rừng thực sự phải dám trèo lên đỉnh cao khi đi ơi. Mỗi tớp đi ơi thường 4 nhân mạng, 2 trong 4 dám trèo là bảnh lắm. Thông thường mỗi tớp chỉ một đại ca. Những đại ca này mệt một tí khi trèo và hái trái, bù lại khi gùi sản phẩm về xuôi, đại ca có quyền đi tay không. Về xuôi để bán không dễ đâu, thưa quý anh Hào. Ươi cao giá nên lắm thằng trời ơi hạ cây lấy trái, kiến thu một lần là tận tuyệt. Vì vậy bảo vệ và kiểm lâm bắt rạc ráo, bất kể anh trèo hay hạ, thợ phải cắt rừng xuyên sơn, không để hàng làm ra bị lấy lại, lắm khi phải băng sơn cả ngày mới đến nơi. Vậy nên Bảy Bền kết nghĩa huynh đệ với một thợ rừng cũng gan góc không thua, hắn tên là Minh Tàng. Tay này có một vợ 3 con, lâm tặc loại chiến. Minh Tàng từng ở tù vì tội trộm gỗ quý trong rừng cấm. Tù xong, hắn nép mình dưới trướng đại gia Sáo làm lầu ô nuôi vợ nuôi con. Mùa ươi có Tàng, Bảy Bền khỏe re vụ trèo cây. Tàng tuy nhỏ con nhưng khỏe như bò, vài chục ký trên vai hắn bước cả cây số mà hơi thở không nặng. Một cục niền 50 ký, hắn nhấc lên xe bằng 2 tay như trụ vương bê nàng Tô Đắc Kỷ trong phim Phong Thần. Chỉ Mùa ươi mới kéo Tàng và vợ con hắn ra khỏi khổ lụy của cơm áo gạo tiền. Cho hay nghèo mà ham vui nên khổ thì ráng chịu con ơi. May cho Tàng lại biết sống biết chơi nên Bảy lâu lâu cứu trợ cho bạn Hiền vài đồng, cho qua thì mưa gió. Không có Bảy, e rằng vợ Tàng không qua khỏi cái đận bị hư thai đứa thứ tư. Mẹ cha ơi, đêm hôm khuya khoắt mà vợ hắn than đau bụng, Bảy phải đích thân đánh gin 130 qua mặt đại gia Sáu đưa bạn vợ lên bệnh viện huyện. Bạn bè vậy chứ sao nữa bây giờ hả Ba Quân, tốt quá thì thôi. Nhưng có một chuyện mà Minh Tàng nhớ ơn Bảy suốt đời không thể nào quên. Ơn nặng bằng sinh thành chứ không ít. Số là mùa ươi năm ấy, Tàng bị một tai nạn hy hữu tưởng chết. Sống được thì quả là mạng lớn tầm Thái Sơn. Tàng trèo lên một đỉnh cây ươi để hái trái. Sau đó không biết mà hắn bị sảy tay rơi xuống. May thay một cánh tay của thân ươi giữ Tàng lại bởi sóc vô áo. Áo thợ rừng bằng ni lông tốt nên Tàng ta toàn ten. Nó mà toát một phát thì Tàng du địa phủ. Dưới gốc, cả bọn toát mồ hôi khi nhìn Bảy Bền bò ra cành cây cứu thằng bạn. May quá, cây ươi ngó vậy mà dai. Ơn cứu mạng này đã khiến cho Tàng và thợ rừng làm mây ke cho chú Sáu kính trọng Bảy lắm. Nói chung về gan dạ và tinh thông rừng, Bảy Bền là số 1. Sống với bè bạn lại có tình có nghĩa cũng hết ý luôn. Nhưng như vậy, đâu hết cái ngon lành của Bảy với rừng. 3 cái cây ăn trái và mây tre lá chỉ là chuyện vặt. Dù cái vặt này là sự sống của vô thiên vô lũng dần dưới đáy cuộc đời. Cái làm nên tên tuổi của Bảy Bền là một nghiệp khác. Nghiệp này có lắm phẫn đục đi tí chút tình thân của Bảy và Minh Tàng. Tàng cho rằng trên đời này không có chi ác độc hơn là phá nhà cướp của người ta. Ủa chứ nghiệp chi mà nghe rợn óc vậy kia? Xin thưa đó là nghiệp ăn ong. Đúng rồi, đi lấy mặt ong đồng nghĩa với việc phá nhà cướp của chứ còn chi nữa. Nhưng nói vậy liệu có cực đoan hay không? Té ra câu vật phải dưỡng nhân là sai à? Vậy phải lấy mật đâu mà rờ lưỡi cho trẻ mới sinh đây? Nói thiệt với mày, Bảy Bền nói với Minh Tàng,
bọn nhà giàu ăn tay gấu ốc khỉ, Hà Nam treo chồn nhím thỏ heo rừng có sao đâu. Nói như mày thì hạ một cây cũng ác, ác 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 cái con khỉ. Tao thấy mấy cái ông quyền chức khen cái rượu ngâm ông non quá chừng luôn, nhất là vò vẽ hay ông lỗ. Mày chỉ biết cái trước mắt mà không biết cái nguy hại về sau. Còn ông cái kiến hay bất cứ một sinh linh nào nó có sự sống là có quyền tồn tại như tao và mày. Một cái cây cũng có linh hồn của nó. Trong truyện Kiều, ông Nguyễn Du đã viết rằng cũng là phận cải chôn kim, nghĩa là một cái hạt cải, một cái chôn kim bị sức cũng có số phận của nó. Thôi dẹp mày đi, tao mới lớp 3 chả biết ông Du với cô Kiều nào hết. Tao làm gì kệ mẹ tao, rủ mày đi kiếm tiền không đi thì thôi đừng có dạy khôn tao. Nói vậy chứ ăn ông, đâu phải ai cũng làm được. Không có nghề ông, nó đốt cho mày mất xác chứ chơi sao. Ông ở rừng miền Đông, đâu phải như ở miệt U Minh trong đất rừng phương Nam của ông Đoàn Giỏi. Đầu đơn giản đến mùa là vào rừng canh hướng gió rồi đặt kèo, chờ ngày lấy mật. Ông mật miền Đông đóng tổ trên cây cổ thụ cao cả 15 mét là thấp. Có tổ to bằng cái tấm chiếu đơn, chỉ cần xin một nửa là có cả vài mươi lít tinh túy của rừng. Phải có bí quyết mới dám đụng vào nơi ở của chúa rừng. Xưa nay ai cũng nhầm ông 30 là chúa Sơn Lâm. Xin thưa, chúa của rừng xanh phải là ông mới chính xác. Có những tổ ong đóng trên cao cả gấu chúa cũng chờn không dám to toe. Chưa leo đến đã bị đánh cho tối mặt còn đâu nữa mà ăn. Riêng cái khoảng ong lỗ thì chúa Sơn Lâm phải cong đuôi mà chạy dài. Thậm chí chạy mà vẫn bị đuổi theo đánh cho kỳ chết mới thôi. Thiên hạ nghe đến ong vò vẽ là đã nhờn. Vò vẽ mà so với ong lỗ thì chẳng ra chi. Đã có người bị ong lỗ đánh đến thối thịt. Có giữ đến mấy vào tay của bảy bền là xếp giáo quy hàng. Hôm đó có một thợ rừng đang vác lộ ô vào đóng thì bị ông lỗ tấn công. Ba chân bốn cẳng anh ta chạy về chồi. Nghe kể, bảy bền liền khoác túi vết rồi thân chinh đến nơi. Chỉ một mồi lửa vào một cái chi đó trong túi vết được đốt lên mà bảy bền dám bật nắp một tổ ông lỗ mà vĩ chứa ông non có đường kính những 50 phân. Cả chục vĩ như vậy, bảy bền khẳng định rằng trong tất cả các loại ông non, các loài thì ông lỗ và ông bò vẽ là tốt nhất. Hà Nam của thú bốn chân cũng không qua. Còn ông non ngâm rượu là một loại phục hồi khí lực của đàn ông tốt nhất trần đời. Cả Sâm Nhung quy thuộc bên Tàu cũng không dám bì với ông non. Nhìn tổ ông lỗ bị diệt, Minh Tàng lắc đầu. Tổ ông này đâu có ghẹo mày mà mày giết nó vậy? Thằng Dũng giỏi suýt bị giết mày biết không? Đụng đến nó thì cảnh giác vậy thôi, nó đuổi chứ có đánh đâu. Nếu nó đánh thằng Dũng chạy lên trời cũng không thoát. Mày coi chừng bị trả quả cho coi. Nhân dứt trả quả, mày yên cho tao nhờ cái coi. Giữ như ông lỗ mà bảy bền còn trị một cái một thì ông mật là nguồn thu tuyệt vời nhất mà bảy có. Thời nào cũng vậy, gian trá luôn đi kèm. Thấy một hằng chở mật trong rừng ra, mật còn nằm trong vỉ sáp hẳn hoi mà vẫn cứ là nước đường. Chỉ mật của bảy là tuyệt đối không pha. Và nguyên chất thì luôn có giá của nó. Đại gia nào muốn có mật tốt cứ gặp bảy. Ai mua mật muốn biết thiệt trơn cứ đưa cho bảy. Ba cái vụ thử lá hành không đáng tin bằng cái lưỡi của chính chúng ta. Mật ong là tinh túy của hương hoa, đương nhiên nó phải nhẹ hơn mật của đường. Một chai mật ong bọn gian trá luôn cho mật thiệt nằm trên. Muốn thử ta phải rót ra chén. Mật ra trước trong lưỡi ta có vị khác mật giữa chai. Chả một hàng bán mật gian manh nào qua được bảy cả. Thiên hạ rừng X gọi bảy là chúa không hoa tí nào hết. Gia chúa chết vô cùng thảm khốc. Ngày nay, hầu hết dân X vẫn còn kể cho nhau và con cháu nghe về cái chết của bảy bền. Quả ông bà ta dạy sinh nghề tử nghiệp không hoa tí nào hết. Ăn ông lên đến hàng sư như bảy mà cũng không thoát khỏi sự truy sát của thần rừng. Ai từng mục kích và tham gia chôn cất bảy bền, đảm bảo tin rằng rừng có thần. Mùa ươi tàn, dân mây tre trở lại nghiệp chính. Tuy vậy, vẫn còn một số đi kiếm cứu chót trước khi mùa mưa đến. Những năm tháng ấy, rừng còn chiều nên thời tiết rất ổn định. Giữa tháng 3 âm lịch, dân nương rẫy đã xuống giống đón mưa và chắc ăn chỉ là 3 ngày sau khi xuống là cây mưa đầu mùa đến tức khắc. Hôm ấy, thằng Đen chạy về, hào hển nói với bảy bền. Chú Bảy ơi, tôi đi mót 10 gặp một tổ ong thế to lắm. Ở đâu? Nó đóng tổ trên một cây ươi ở đồi tượng, to cỡ nào? Bằng cả tấm chiếu á chú ơi, tôi đang lợm nghe u u trên đầu, sợ quá nên tôi chạy về báo cho chú hay. Mày dẫn tao đi lại chỗ đó coi. Ngày chiều hôm ấy, bảy bền theo xe về xuôi. Hôm sau có mặt tại hiện trường,
Thêm thằng em vợ tên Bằng và một đệ tử tên Hòa. Thường thì khi lấy ươi có thêm Minh Tàng là đủ bộ tứ. Nhưng vì chưa ăn ông thì không có tên Minh. Theo bảy bền thì chẳng qua Tàng ta sợ ông đánh nên lên giọng chứ đạo đức cái con mẹ gì hằng tù đó. Mẹ nó, bảy bền nói. Nó tù thì chớ còn từng làm trong lò mổ heo. Câu mà nó còn lột da sống bằng lưỡi câu nữa kìa. Nói xong ba thầy trò lên đường, đen theo luôn cho đủ bộ. Mày cứ ngồi yên dưới gốc cây coi tụi tao làm. Về tao cho mày 5 lít, được chưa? Trước khi nện đinh thép vào thân cây, bảy bền đốt 6 cây nhang đại. Nhang đại dài 80 phân, to bằng ngón tay cái. Bảy dắt vô dây lưng 3 cây, 3 cây còn lại giao cho đệ tử. Trước đó bầy ong nghe động đã thả rơi tự do từng tảng ong xuống đầu bộ tứ rồi bay lên nghe ù ù như tiếng máy bay. Vậy mà không biết trong mấy cây nhang bảy pha chế cái chi mà bầy ong không dám lao xuống. Chúng chỉ bay đen ngòm và đặc sệt bên ngoài ù ù ù ù nghe vô cùng kinh rợn. Không kinh nghiệm lão luyện là đứng tìm chết tại trận. Thằng đen lần đầu nên mặt tái như chàm đổ. Không có cái tỉnh khô của Hòa và Bằng là nó đã bỏ củ chạy lấy người. Cứ thế bảy nện đinh đến đâu, lần lên đến đó bằng đai lưng trèo trụ điện. Bảy ông tuốt trên cao, ù ù hăm dọa, chả làm bảy đồng tâm. Đóng đến cây đinh thứ 30, nghĩa là độ cao án chừng 15 mét thì sự cố đến. Trượt chân chăng? Không. Dây thắt lưng bị đứt? Không. Dây cắp dù bẻ ba xịn, đứt sao được? Vậy thì cái gì? Trời hại! Đúng lúc đó mây đen kéo đến và cây mưa đầu mùa của rừng miền Đông nhanh chóng tràn qua. Trời hại hay rừng lấy mạng? Thì cũng như nhau, mưa đủ để tắt sạch mấy cây nhang đại, cái mà dùng để cho tất cả các loại ong hải sợ hoàn toàn mất tác dụng. Về sau, mấy hàng chuyên ăn ong kể lại rằng, thông thường khi mưa đến, ong sẽ lui về để bảo vệ tổ và ông chúa. Nếu vậy thì bảy bền đủ thời gian để tụt xuống và chạy. Nhưng không hiểu sao, bầy ong ào ào vào bẫy và tấn công. Hàng tỷ con ong như thế, loại ong mật dữ như gấu ngựa, con nào con nấy to bằng ngón tay út, tha hồ đánh kẻ đang phá nhà mình. Bà Hằng dưới gốc hãy quá, bà chân bốn cẳng, tuôn theo đường mòn, chạy về chòi. Sau cơn mưa, toàn thể thợ rừng ngồi ở chòi, nghe báo cáo sự thể. Không một hàng nào dám lên hiện trường xem bảy sống chết ra sao. Mẹ ơi, có nghề, có cả đồ nghề còn chết, nó chi tay không? Tài xế chở lô ô về xưởng, báo ngay cho đại gia Sáu. Sáu báo lên chỉ huy lâm trường. Ngày hôm sau, các quan rừng và vợ cùng hai đứa con bảy cũng đã có mặt. Chả ai dám thâm nhập hiện trường. Lúc đó đại gia Sáu mới nhớ đến Minh Tàng. Minh Tàng đang chăm bà xã của hắn ở bệnh viện. Đại gia Sáu phải nhờ một hộ lý chăm lo người bệnh, rồi đưa Tàng lên rừng bằng Minh Khơ 125 phân khối. Mình đến ngay hiện trường không một chút sợ hãi. Về sau, hắn nói với anh em rằng, sau hai ngày một đêm, cái xác đã lạnh giá. Ông là loài thanh khiết và tinh khôn. Bằng chứng là nó chỉ giết kẻ phá mình, chứ tha cho ba Hằng ăn theo. Chúng mà cố tình thì cu đen, cu hòa, Bằng cũng lên trời không thoát được. Xác chết đã nặng mùi tử khí nên đàn ông phải ra đi. Đưa cái xác của bảy xuống là một kỳ công của Minh Tàng và rất ngoạn mục. Những sợi dây trên những chiếc xin 130 dùng để cạo cứng lồ ô trước khi rời rừng cũng được tập trung. Tàng nối một sợi dài thăm thẳm rồi theo những ngọn đinh trên cây ươi cứ thế leo lên. Tất nhiên cũng đai lưng tử tế. Đến bên bảy bền, Minh Tàng cột một đầu dây vào lưng anh ta. Lấy cái túi vết đựng đinh và cây búa, mình tiếp tục nện đinh vô thân cây lên đến cái nhánh, mà cái tàn ong trắng như hoa bưởi đang tại vị. Nó to bằng tấm chiếu là có thật. Mình cột sợi dây vào nhánh cây rồi lại bỏ xuống chỗ xác chết. Hắn ta rút trong túi vết ra một cái lưỡi dao, thọc mũi nhọn vào cái đai lưng của bảy bền. Đai lưng đứt và bảy bền toàn ten bởi sợi dây được cột chặt bên trên. Thật khủng khiếp. Một người chết đang lơ lửng trên không. Minh Tàng lại trèo lên nhánh cây, tháo sợi dây đưa xác chết từ từ xuống đất và bảy bền lên xe jean về nhà để ra nghĩa địa. Để ra nghĩa địa. Để ra nghĩa địa. Câu chuyện nhân quả báo ứng, những đứa con cầm. Vợ chồng viên giáo sư hiện nay 55 tuổi, sinh được 3 cô con gái dung mạo mỹ lệ, tuổi tác khá cách nhau, 25, 23, 20. Mặc dù là những tiểu thư lá ngọc cành vàng kiều diễm, nhưng các tiên nương này vẫn chưa có đối tượng cầu hôn. Vợ chồng giáo sư hết sức khổ sầu. Trong khi đó, nhiều thanh niên vừa thoáng nhìn qua các cô thì đã nghiêng ngửa hồn phách, ra công theo đuổi. Nhưng một khi đã phát hiện các tuyệt đại mỹ nhân này không thể nói năng gì, họ lập tức thối lui, bỏ đi.
Vợ chồng viên giáo sư thuộc hàng thượng lưu trí thức xưa nay không hề tin vào thuyết nhân quả. Nhưng cứ lần lượt sinh hạ liên tiếp ba cô con gái câm, quả thực tinh thần họ bị đả kích khốc liệt đến muốn suy sụp. Họ ngơ ngác bàng hoàng, vạn phần thống khổ. Nỗi buồn, làm mặt họ già đi, hai người tuy có học thức cao và giàu sang nhưng không thể nào đem lại hạnh phúc cho con mình. Sự khiếm khuyết của ba mỹ nữ này khiến người ta cảm thấy kinh sợ, ưu tư thắc mắc nhưng không thể giúp gì. Thường có câu tuổi thanh niên ưa bàn học vấn, tuổi trung niên ưa bàn về số mệnh, đến lão niên ưa bàn về tôn giáo. Vợ chồng viên giáo sư hiện đang bước vào tuổi lão niên, song tinh thần họ truyền kỳ thống khổ mà không thuốc men nào có thể chữa lành. Vì vậy, với tôn giáo, họ dần dần phát sinh hứng thú muốn tìm hiểu. Cuối tuần, nhờ một người bạn khuyến khích, họ bèn đến một ngôi chùa ven đô nghe cao tăng thuyết pháp, hòa thượng giảng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Quy luật nhân quả tồn tại rất khách quan và không do Đức Phật quy định hay sáng tạo ra. Đức Phật chỉ là công bố, nói rõ cho chúng sinh biết mà cảnh giác thôi. Bất kể bạn tin hay không, đời sống tất cả chúng ta đều nằm trong nhân quả. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần có trách nhiệm đối với hành vi thiện ác của bản thân mình. Mỗi người chính là kẻ tạo nên vận mệnh của mình. Nếu như tự mình làm ác, thì bạn sẽ gặp quả báo thống khổ. Đề tài buổi thuyết pháp hôm ấy giống như được nêu lên để quan tiên sinh chiêm nghiệm và trực diện với nội tâm sâu thẳm. Ông bỗng hồi tưởng lại chuyện đã qua từ 25 năm trước. Hồi đó, vợ chồng viên giáo sư vừa kết hôn được 2 tháng thì chị Viên hoài thai. Anh Viên rất vui mừng, lái xe hơi đắt tiền sang trọng chở vợ đến miền Duyên Hải có phong cảnh nên thơ hữu tình. Cả hai cùng nhau du lịch. Có lần họ đến miền Bắc Thái Lan tham gia hội yến. Xe hơi dừng trước khoảng sân rộng của một ngôi chùa. Anh Viên vừa mở cửa xe, lập tức có một đám trẻ hành khất lang thang chạy tới chen lấn, kéo tay xin tiền. Giáo sư Viên rất ghét những kẻ ăn xin, không những tự mình không cho mà anh còn nói với mọi người, không nên cho chúng tiền. Như vậy sẽ tập cho chúng thói quen bất lương, chẳng chịu làm việc đàng hoàng mà cứ ngồi không hưởng thụ, tạo ra tệ nạn cho xã hội. Đám kẻ lang thang nghe như vậy, bèn bỏ đi. Vợ chồng giáo sư Viên tham dự hội yến vừa xong, lúc quay về chỗ đậu xe thì phát hiện chiếc xe đời mới sang trọng yêu quý đã bị rạch một đường sâu kéo từ đầu đến cuối đuôi xe. Thế là Viên tiên sinh bốc hỏa, nổi giận đùng đùng, anh thầm nghĩ nhất định là đám kẻ đường phố ban nãy. Anh dương mắt nhìn tứ phía, thấy ở dưới gốc cây xoài gần đó tụ tập 4-5 đứa trẻ độ 13-14 tuổi. Anh liền xông tới, không cần hỏi rõ trắng đen phải trái, anh giáng cho mỗi đứa một bạt tay. Sau đó lớn tiếng bắt chúng phải khai ra ai đã rạch chiếc xe quý giá của anh. Viên tiên sinh thấy không ai chịu nhận, liền uy hiếp đòi đưa chúng đến sở cảnh sát. Đám trẻ sợ quá, trong đây có một đứa lớn tuổi nhất liền chỉ ra phía xa xa. Chỗ có một đứa trẻ hành khất, ăn mặc lam lũ đang hướng người ngoại quốc để xin tiền và bảo đó là thủ phạm. Giáo sư Viên đang cơn thịnh nộ, khí xung thiên, liền hùng hổ chạy qua bắt đứa trẻ đường phố nọ đến bên xe. Còn đám trẻ kia nhân cơ hội này mạnh ai nấy chạy thoát thân. Viên tiên sinh hung bạo tát vào hai má của đứa bé, hung hăng thẩm vấn nó vì sao dám rạch xe anh. Hỏi một hồi mới phát hiện ra một điều, té ra đó là đứa bé bị câm. Thằng bé không ngừng khoa tay múa chân, mắt rưng rưng lệ, tỏ vẻ khiếp hãi, ánh mắt nhìn rất đáng thương. Viên giáo sư không hiểu được ngôn ngữ ra dấu của nó, cho là nhất định vì anh tuyên bố không cho tiền thì hàng nhỏ này ôm hận chưa xấu. Vì vậy anh phẫn nộ tung chân phải ra đá mạnh vào ngực hàng bé câm. Huỵch một tiếng, nó ngã chổng gọng, đưa hai chân lên trời, tiếp theo là ọc một tiếng, máu tươi từ miệng nó tuôn ra. Người chung quanh vội chạy tới kéo giáo sư ra và mang đứa bé câm đi để nó không phải chịu những trận đòn đó nữa. Đứa bé câm đi rồi nhưng vẫn quay đầu nhìn trừng trừng về phía giáo sư. Nhãn quan nó đầy căm hận. Sau đó đứa bé câm náu thân trong chùa, nó phát bệnh nặng được mấy năm thì thành tàn phế. Mọi người đều biết đứa bé câm bản tính thiện lương, chiếc xe hơi không phải do nó rạch. Viên giáo sư đã đánh oan nó. Cuối năm đó chị Viên hạ sinh một bé gái, mày thanh mắt sáng, đến 3 tuổi vẫn chưa nói được. Tiếp đến, chị lại sinh thêm một thiên kim thứ hai, 3 tuổi cũng không thể nói. Sau đó, chị sinh bé gái thứ ba, vừa sinh đã vội mời bác sĩ đến kiểm tra, lại là một cô nương câm nữa. Chị Viên sợ tương lai, nếu sinh nữa thì đứa con thứ tư, thứ năm vẫn là con gái bị câm, nên đã nhờ bác sĩ mổ triệt sản giùm. Bây giờ mỗi lần giáo sư Viên nhìn ba cô con gái bị câm là nhớ ngay đến cú đá khoe liệt mình dành cho hàng bé câm ngày xưa. Ông không quên được cảnh miệng nó ọc máu tươi và ánh nhìn oán hận khủng khiếp. Đến nay nhớ lại, ông vẫn cảm thấy ớn lạnh.
ông đã hiểu ra và không thể không tin đạo lý báo ứng nhân quả mà thiên lý luôn tuần hoàn báo ứng công bằng, đó là quy luật tự nhiên. Đối với hành vi hung tàn 25 năm xưa, bây giờ ông có hối cũng đã muộn màng. Từ đó mỗi cuối tuần, vợ chồng ông Viên đều đến chùa nghe cao tăng giảng kinh và sám hối tội lỗi của mình trước Phật. Họ phát tâm tu thiện tích đức. Đúng như tục ngữ có nói, đời người đến 50 mới nhìn ra lỗi lầm năm 49. Lời bình, dịch xong câu chuyện này tôi lại nhớ đến câu chuyện nhân quả đời đường như thế này. Có một nông phu sống trong một ngôi làng nhỏ. Với bản tính ác độc của ông đã khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi. Một buổi sáng nọ, ông ra đồng thăm ruộng và không may chứng kiến cảnh con trâu của hàng xóm đang ăn lúa và giẫm đạp đám ruộng của ông. Sự tức giận và bất bình tràn ngập trong lòng người nông phu, ông không kiềm chế được cơn giận. Ông đã túm đầu con trâu, rút ra một con dao bén và tàn nhẫn cắt đứt lưỡi của nó. 10 năm trôi qua, cuộc sống của người nông phu tiếp tục trôi qua, nhưng một bi kịch đã xảy ra. Ông lấy vợ và sinh được 3 đứa con, nhưng đáng tiếc là tất cả đều bị câm. Ông tìm mọi cách và tìm đến nhiều danh y khắp nơi để chữa trị cho con mình, nhưng không có phương pháp nào giúp con trở lại bình thường. Trái tim của ông đầy đau khổ và đầy tổn thương. Một đêm tối, ông nằm mơ và thấy cảnh mình tàn nhẫn, cắt đứt lưỡi của con trâu. Sự ác độc và tàn bạo của ông trước đó đã quay lại đòn báo đau thương với con cái. Ông tỉnh dậy và hiểu ra sự thật đau lòng. Ông nhận ra rằng những gì đã xảy ra với con cái ông không phải là ngẫu nhiên. Cơn giận và hành động tàn bạo của ông đã gieo trồi hậu quả đau đớn lên tương lai của con cái ông. Ông nhận thức rằng vì mình là người ác nhân đã cắt đứt lưỡi của con trâu, con cái ông phải chịu đựng tai họa như hiện tại. Đau đớn và hối tiếc nghiền nát lòng ông. Ông nhận ra rằng ý chí và hành động của mình đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến số phận của con cái mình. Ông ôm hận và hối tiếc mỗi ngày, nhưng ông đã học được bài học đắt giá về tác động của hành động và trách nhiệm cá nhân. Từ đó, người nông phu đã thay đổi hoàn toàn tư cách và hành vi của mình. Ông đã hết lòng tìm cách bù đắp và trở thành người tốt hơn. Ông hết sức ân cần và chăm sóc con cái, truyền đạt những bài học quý báu về nhân đạo và tình yêu thương. Ông dạy cho con cái biết rằng hành động của họ sẽ có tác động lớn đến cuộc sống của người khác, và rằng sự tử tế và nhân hậu luôn là con đường đúng đắn. Câu chuyện về người nông phu và con trâu cắt lưỡi là một lời nhắc nhở sâu sắc về quy luật nhân quả. Nó cho chúng ta thấy rõ rằng hành động của chúng ta có thể gây ra những hậu quả không mong muốn và ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Chúng ta nên luôn kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình, đồng thời thể hiện lòng tử tế và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bằng cách này, chúng ta có thể xây dựng một thế giới tốt hơn, nơi mọi người sống trong hòa bình và đoàn kết. Thực ra thì anh nông phu chịu khổ báo đã đành, các con anh vì sao cũng bị vạ lây. Đây chỉ có thể giải thích theo nhà Phật là do cộng nghiệp. Những người đồng tạo ác tương tự sẽ cùng thọ báo chống nhau. Câu chuyện quả báo 3 đời. Hôm qua một cô gái từ Đông Hoàng gọi điện tới, ngỏ ý muốn được thôi miên và hỏi tôi ngày nào rảnh. Tôi hẹn cô tuần sau. Nghe vậy cô tỏ vẻ rất sốt ruột nói: không được, ông Đặng ơi, xin hãy làm ơn, ông có thể giúp tôi sớm hơn được không? Nghe giọng nói gấp gáp của cô, tôi đoán chắc là cô đang có chuyện gì cần lắm, bèn hẹn cô vào ngày mai. Hôm nay mới hơn 9 giờ sáng mà cô đã đến. Đó là một cô gái 29 tuổi chưa kết hôn. Cô kể mình họ Thẩm. Tôi tưởng cô có gì cấp bách mới cần đến thôi miên gấp. Hóa ra là do cô tò mò, chỉ muốn biết tiền kiếp của mình mà thôi. Cô Thẩm là người thật thà chất phác, lớn lên ở miền quê. Cha mẹ đều là nông dân. Cô có một em trai và một người chị. Trong mắt mọi người ai cũng tưởng cô có tuổi thơ hạnh phúc, nhưng không phải vậy. Ngay từ nhỏ cô đã bị xem là đứa bé ngu ngốc, vì 8 tuổi mới đi học nên cô không thể biết viết chữ. Do vậy mà cha mẹ không thương, phụ thân thường đánh cô, còn mẹ thì luôn thấy cô chướng mắt, nên thầy la mắng cô, cư xử rất bất công. Ngay cả em trai và chị gái cũng khi dễ ăn hiếp cô. Cho nên từ nhỏ cô đối với cha mẹ ôm nhiều hận oán. Cô còn bị bệnh viêm gan lâu năm, trước đây gan hay bị đau. Cô có trí nhớ cực tồi, cô đến chùa làm công quả được 2 năm. Được người ta dạy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng cô không nhớ nổi. Ngực cô thường bị đau, luôn có cảm giác khó thở. Ngón tay út và áp út bên phải thường bị đơ, khiến nhiều lúc cầm đũa cũng không được. Từ nhỏ cô hay bị ảo thính, thường nghe có người nói ở bên tai mình. Tôi có hỏi cô vài câu đơn giản, thì bắt đầu giúp cô vào cuộc viễn du thám thính tiền kiếp. Đầu tiên, tôi dẫn dụ theo phương thức thông thường, nhưng thấy cô không có chút phản ứng gì.
Chẳng lẽ cô thực sự quá ngu độn ư? Xem tướng thấy cô cũng không đến nỗi tối tăm lắm, có vẻ là người thật thà. Do cô không thông minh lanh lợi, nên tôi đành hướng dẫn từ từ để khơi lại ký ức tiền kiếp của cô. Khi tôi bảo cô hãy nhớ về năm lớp 10, thì cô mô tả mình thấy cảnh một bạn gái cùng lớp đang trò chuyện yêu đương tình tứ với một thanh niên. Cô bèn chỉ cho một nữ sinh khác nhìn. Thế là cô này liền đem chuyện ấy mách với nữ giáo sư. Cô giáo bèn xử phạt nữ sinh kia, khiến cô ta xấu hổ bỏ nhà ra đi và bị người ta lường gạt đem bán đến một nơi xa. May là cô ta lanh trí trốn thoát được nên không bị xâm hại. Khi cô thẩm thấy đến đây thì lộ vẻ rất hối hận, cô bật khóc, lệ luôn đầm đìa. Tôi lại hướng dẫn cô nhớ về thời đồng niên, cô bỗng tỏ vẻ rất sợ hãi, toàn thân phát run. Tôi hỏi, chuyện gì khiến em sợ dữ vậy? Cô đáp bằng giọng trẻ thơ đầy sợ sệt nói, cha đang đánh tôi. Ký ức ấu thơ đang ùa về, cô miêu tả, cha hay đánh tôi lắm, ông dùng roi quất vào bắp chân, rất đau. Cô vừa khóc vừa kể, tôi hỏi tiếp, hồi nhỏ có chuyện gì khiến cô khó quên nhất? Một lúc sau, cô đột nhiên bật khóc, hét to lên, mẹ cư xử thiên vị, không công bằng. Do người mẹ luôn thấy cô chướng mắt nên chẳng thương. Hễ cái gì tốt thì mẹ dành cho chị và em trai chứ không cho cô. Tết đến, chị và em của cô được may y phục mới, còn cô thì không. Khi cô bị cha đánh đòn, thì chị và em cô đứng bên ngoài nhìn vào, cười. Điều này khiến cô rất buồn. Cô kể đến đây thì sự uất ức bị dồn nén suốt mấy mươi năm như hỏa diệm sơn phun trào. Cô thét lên với vẻ cù hận qua màn nước mắt. Tôi hận họ, hận chết đi được. Khi viết đến đây, lòng tôi xúc động dạt dào. Mặc dù tôi hành nghề chỉ mới hơn 2 năm ngắn ngủi, nhưng qua những gì chứng kiến được, tôi cảm thấy thầy giáo là phi thường nghiêm trọng. Trong khoảng từ 3 đến 7 tuổi, ảnh hưởng của cha mẹ đối với trẻ là cực kỳ lớn. Cô thẩm từ nhỏ đối với cha mẹ, chị em, trong lòng đã ôm oán hận thâm sâu, vì từ nhỏ luôn bị cha mẹ làm tổn thương. Khi tôi khuyên cô nên hóa giải oán hận, cô bật khóc to. Những oan khuất và oán hận hóa thành suối lệ tuôn tràn. Xong rồi thì cô chịu tha thứ cho người thân, đôi mày hết cao có và mặt cô cũng giãn ra, lộ vẻ thanh thản. Tôi tiếp tục hạ lệnh cho cô đi về kiếp trước đó nữa để tìm ra nguyên nhân vì sao nhân duyên không tốt giữa cô với cha mẹ. Té ra vào một đời nọ tại Triều Thanh, cô là một người phụ nữ nông thôn, có 2 con trai, con cả 5 tuổi, con út 3 tuổi. Chồng cô thường vắng nhà vì phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Kiếp đó, cô đối với 2 con trai không tốt, nhất là đối với con trai đầu. Cô rất ghét bởi vì nó rất là ngu và cô thường đánh đòn nó. Đứa con trai út cũng làm cô chướng mắt. Có lúc cô mua đồ về cho con cả mà không thèm mua cho con út. 2 con đối với cô cũng phi thường oán hận. Trong cơn thôi miên, cô thẩm kể, đời này cậu cả sinh làm phụ thân, cậu út nay làm mẫu thân cô. Lại tiến sâu về tiền kiếp trước nữa thì cô thẩm nhìn thấy, vào đời Minh mình là một thiếu nữ khoảng 10 mấy tuổi, mặc váy hồng, đang đứng một mình trong vườn hoa, lúc đó trời chạng vạng tối, tâm tư rất buồn khổ. Bởi vì cha mẹ đối với cô rất tệ, phụ thân luôn thấy cô chướng mắt hay đánh đòn, mẹ cũng rất ghét cô, cho nên vào kiếp đó cô cũng rất oán hận cha mẹ mình. Cảnh đó giống hệt như thời thơ ấu, đời này mà cô đã trải qua. Kiếp đó cô có một em trai, lẽ nào đây là chân tướng luân hồi. Đời đời kiếp kiếp không ngừng báo oán, đền bồi, dây vò nhau, không ngừng diễn lại nhân quả và phóng ảnh tâm linh. Tình hình cô thẩm và cha mẹ cứ tiếp diễn xây vần mãi như thế, xem ra chẳng biết bao nhiêu đời rồi. Nếu kiếp này không minh bạch, không giác ngộ, không chịu buông xả hết oán hận, cô mang trong lòng, thì cảnh khổ này sẽ tiếp tục kéo dài mãi đến đời sau, biết bao giờ mới kết thúc. Không lẽ đây chính là điều mà Phật Pháp thuyết giảng? Đời đời yêu, oán tình, thù, xui ta tìm nhau đến đòi nợ, đền nợ, tâm báo oán, không ngừng tái diễn, luân lưu không dứt. Tôi tâm cầu cho tất cả chúng sinh sớm thoát ly luân hồi thống khổ, vĩnh viễn sống trong tri ân hạnh phúc. Trong quá trình thôi miên, tôi còn phát hiện ra một câu chuyện nhân quả khác của cô thẩm nữa. Lần thôi miên đầu kết thúc, cô bảo ngực mình đã cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, nhưng hình như vẫn còn có chút gì đó ngăn trệ ở bên trong. Khi tôi bắt đầu cuộc thôi miên lần thứ 2, chuyện ngoài sức tưởng tượng phát sinh. Cô thẩm nói, hình như có gì đó đang ở trong ngực, trong não của tôi. Tôi liền hướng dẫn tiếp tục, thì đột nhiên cô nói bằng giọng đàn ông, nghe rất hung ác. Tôi vội hỏi, bạn là ai? Ta là kẻ bị tên này sát hại. Giờ bạn muốn thế nào? Ta muốn y chết, quyết không tha. Giọng nam thốt ra với vẻ vô cùng hung ác. Tôi ngẩn ngơ.
Vậy rốt cuộc là chuyện gì nữa đây? Dần dà tôi hiểu ra, sự việc phát sinh vào đời Tống. Lúc đó cô Thẩm là một cao quan hơn 40 tuổi, tạm gọi là Khánh, cho độc giả dễ phân biệt. Trong cơn thôi miên hiện thời, cô Thẩm lộ vẻ phi thường tức giận và nói bằng giọng đàn ông chứa đầy phẫn nộ xung thiên. Đáng hận quá, ta muốn giết tên Khang. Vì sao muốn giết? Y rất đáng chết vì dám khởi ý phản bội, mưu tính lấy đầu ta. Thế ra tên Khang là quan thuộc hạ trong triều, đang âm thầm liên kết với nhiều người để làm hại ông Khánh. Do đã biết trước, nên một ngày nọ ông Khánh dẫn theo nhiều binh sĩ xông vào nhà Khang giết sạch toàn gia hơn 300 người. Riêng thuộc hạ của Khanh cũng bị Khánh đâm trúng tim mà chết. Còn hai người nữa cũng bị chặt đầu mạng vong. Vì vậy kẻ gá vào ngực hành hạ cô Thẩm chính là Khang. Do hắn bị đâm trúng tim chết nên bây giờ hắn trả thù bằng cách hành đao nơi ngực, còn hai vong bị chặt đầu thì gá vào não của cô. Riêng 300 người kia thì một số gá vào đầu, một số thì gá vào tay phải, vì lúc tàn sát họ cô cầm gươm bên tay phải. Cô Thẩm đến 8 tuổi mới đi học nhưng không thể biết viết chữ, trí óc không thông minh, linh hoạt, tim thường bị đau là do có liên quan đến vụ đại thảm sát 300 lẻ mấy mạng này. Sau khi thôi miên kết thúc, tôi bảo cô Thẩm, hồi nhỏ không phải cô ngu ngốc hay đần độn gì cả đâu. Cô nói cô cũng biết rõ mình không có ngốc, nhưng hễ muốn viết chữ thì tai cứng đơ không nghe theo, giống như là cố ý chống lại cô vậy. Hơn nữa trong não cô thì luôn lộn xộn rối ren, nên không thể nhớ được gì. Đối diện với hơn 300 mạng còn ôm đầy hận oán, tôi chỉ có thể hướng dẫn, điều đình, xin họ hóa giải. Tôi khuyên cô Thẩm hãy nhận lỗi, sám hối. Thế nhưng chỉ có một số ít vong linh chịu tiếp nhận, còn đa số khăng khăng ôm oán, cương quyết không tha thứ, nhất định đòi báo thù. Tôi nhắc họ, đây là nhân quả, cái gì cũng có nguyên nhân đầu tiên. Do họ không phục nên tôi đành phải thôi miên cô Thẩm tiếp, dẫn dụ cô đi sâu vào kiếp trước đó, để tìm ra nguyên nhân đầu tiên, hầu có thể giúp đỡ hai bên có thể hóa giải hận thù. Lần này cô Thẩm kể, kiếp đó vào triều Đường, cô là một phú ông họ Trương khoảng 30 mấy tuổi, rất giàu, có đông người hầu hạ. Thình lình một hôm nọ, có 3 người bịt mặt dẫn theo 10 mấy người tay cầm vũ khí xông vào dinh thự của Trương Phú Gia để cướp. Nhưng ông Trương cương quyết chẳng nộp tiền cho chúng, nên cuối cùng không những ông bị bọn cướp giết chết mà toàn gia của ông hơn 100 người cũng bị chúng giết sạch để diệt khẩu. Khi cô Thẩm nhớ đến đây thì lộ vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy, cất tiếng van xin như thể đang là Trương Phú Gia. Xin đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thế nhưng tên đầu đảng bịt mặt vẫn giết chết ông. Hắn ra tay độc ác, đâm một dao vào tim của ông Trương. Cô Thẩm nói, mặc dù họ bịt mặt, nhưng cô vẫn nhận ra tên đầu đảng giết mình chính là kẻ từng làm công cho mình trong kiếp đó. Do thấy hắn làm việc quá tệ, nên Trương Phú Ông không hài lòng, đã đuổi cổ hắn đi. Vì vậy mà hắn ôm hận, kết bè lũ, rủ nhau đi cướp củ của ông. Ngay trong giây phút cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp kia, thì 300 quan quỷ kia cũng đồng lòng cảm nhận được họ từng là kẻ cướp gian ác, nên không còn ôm lòng oán hận nữa. Có thể do lúc đó cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp ở triều Đường thì bọn quan quỷ cũng nhìn thấy và nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên không cần tôi khuyên chi nữa, tất cả bọn họ đều đồng ý hòa giải, buông hết hận thù. Sau đó tôi kể cho họ nghe về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, về hạnh nguyện từ bi của Ngài. Tôi miêu tả góc độ này rất thù thắng can kim và khuyên bọn họ hãy niệm Phật cầu sinh Tây Phương cực lạc. Bọn họ rất hoan hỷ tiếp thọ. Cuối cùng tôi hướng dẫn họ đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo tôi. Ngay trong lúc Phật hiệu vang vọng, cô Thẩm bảo tôi, cô thấy rõ bọn họ xếp hành hàng từng người đứng trên hoa sen theo tam thánh và dần dần biến mất giữa không trung. Khi cuộc thôi miên kết thúc, cô Thẩm bảo toàn thân cô nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo hẳn. Khi cô từ biệt tôi ra về, tôi thầm nghĩ, nếu như tôi chọn công tác khác, không biết mình sẽ ra sao đây. Tôi thầm cảm ơn công việc hiện tại đã giúp tôi hiểu sâu thêm về nhân quả, rút ra được nhiều bài học hay, tăng thêm niềm tin kiên cố và tự biết mình phải tu sửa cho rốt ráo. Dù tôi sức kém nhưng cũng nguyện giúp đỡ hết tất cả chúng sinh. Nhân quả báo ứng không sai, mảy may, oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Hơn nữa, càng báo án, thù càng sâu nặng. Mới đầu là giết hơn 100 người, đến lúc báo thù thì lại thành 303 người. Chỉ có buông bỏ án thù, chân thành sám hối. Trong sinh hoạt thường nhật, cần đem phiến tâm thành đối đãi bình đẳng với tất cả. Như vậy thì oán kết đời trước tự nhiên sẽ được tháo gỡ. Giáo sư Đặng.
Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chi, Bồ Tát Đại Thế Chi, Bồ Tát. Câu chuyện có thật được chính người con trai kể lại. Mẹ tôi tim ngừng đập, thoát chết diệu kỳ nhờ Phật pháp nhiệm màu. Tháng 2 năm 1989, tôi quy y Phật tại chùa Ngọa Long ở Tây An với đại sư Ký Chân. Năm 1991, tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một cao học nọ ở Bắc Kinh. Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo người, vừa nghiên cứu khoa học vừa tu hành. Tuy chưa đủ tinh tấn, nhưng trong sinh hoạt lẫn công tác đã hưởng được nhiều lợi ích thâm sâu. Trước đây, những chuyện học Phật chưa cảm ứng vô biên, toàn là tôi được nghe từ các pháp lữ kể. Nhưng sau này thì chính tôi đã đích thân trải qua. Chuyện có thật này phát sinh ngay tại nhà tôi, kỳ lạ và huyền diệu không lường. Vì muốn báo ân chư Phật Bồ Tát, tôi xin đem việc này thuật lại. Mong chư vị Phật tử tăng trưởng thêm lòng tin chân chính, kiên định. Đầu năm 2008, mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng. Chưa đầy nửa năm đã 4 lần do tim đập mạnh, ngừng đột ngột mà bị hôn mê ngất xỉu. Có lần ba tôi ra chợ mua đồ, mới rời mẹ tôi ra ngoài chừng nửa tiếng, thì khi về đã thấy bà té nằm trên đất, dập đầu chảy máu. Rồi sau đó dù bà có tỉnh nhưng không đủ sức bò dậy. Lúc tôi đưa mẹ đến các bệnh viện lớn để điều trị, mẹ tôi không còn sức để đi. Bác sĩ khám, thấy tim mẹ tôi đập nhanh hay bị hồi hộp, hoảng loạn, mạch bị bế và nhảy thất thường. Bác sĩ bảo, người già 85 tuổi mà mổ sẽ nguy hiểm rất lớn. Nếu không suy kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật. Vì vậy, chỉ có thể dùng thuốc để xoa dịu bệnh tình mà thôi. Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách 1-2 ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp, nhưng thảy đều vô hiệu. Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí đài khí tượng mới dự báo khí lạnh đến từ Tân Cương thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Thân thể bà suy cực điểm. Ban đêm tim thường bị ngừng đập và nhảy loạn xạ, gây cho bà cảm giác hồi hộp khủng hoảng. Thứ bảy cuối tháng 5 năm 2009, tôi đến thôn Trung Quang thăm sông thân. Cha tôi bảo, khí trời mùa hạ oi bức, nung nóng như thế này, e rằng mẹ con không qua khỏi. Không thể ngồi đó nhìn chờ mẹ chết, trong giây phút nguy cấp, tôi nghĩ đến Phật Pháp và muốn ngầm tạo công đức cho mẫu thân. Lúc đó tôi mới thuộc Kinh Kim Cang. Tôi biết công đức Kinh Kim Cang vi diệu không thể nghĩ lường, nên quyết định tụng Kinh Kim Cang. Hồi hướng công đức cho bà, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh của mẹ tôi chuyển tốt. Thế là chủ nhật, tôi bắt đầu tụng. Hằng ngày cứ 5 giờ sáng tôi thức dậy tụng một bộ Kinh Kim Cang, tụng rồi hồi hướng hai nguyện. Trước tiên là cầu cho quan gia trái chủ của mẫu thân. Học Phật hơn 20 năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chướng, nhất định là do oan gia trái chủ tìm đến đòi nợ quấy nhiễu. Vì vậy, tôi rất cần hồi hướng cho những oan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này. Nội dung hồi hướng đại khái như sau: tôi xin hồi hướng công đức tụng Kinh Kim Cang này cho tất cả oan gia trái chủ của mẫu thân. Xin chư vị oan gia đừng hành hạ dày vò mẹ tôi nữa. Tôi biết các vị rất khổ, mẹ tôi cũng khổ. Nhưng cứ quấy nhiễu thế này sẽ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương đều bị thiệt hại. Giờ đây tôi tụng Kinh Kim Cang xin hồi hướng công đức cho chư vị. Cầu chư vị tiêu nghiệp chướng, có thể ly khổ đắc lạc, thác sinh vào cõi lành. Mong chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, tin và nguyện niệm Phật, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau đó tôi hồi hướng cho mẫu thân như sau: nguyện mẹ con nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, khang kiện trường thọ, phát tâm tin và nguyện niệm Phật, sau khi mãn báo thân này, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi tụng một tuần, xong bài bộ Kinh Kim Cang. Bởi lúc tụng vào khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người thân nên tôi chỉ tụng thầm. Lúc tụng văn hồi hướng cũng niệm thầm, trong tâm tưởng rõ ràng từng biến, chỉ là không đọc ra thành tiếng. Nhưng mà chuyện tụng Kinh Kim Cang hồi hướng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng đối với mẹ hay bất kỳ một ai biết. Sau một tuần, tôi đi Trung Quang thăm sông thân. Khi tôi hỏi thăm bệnh tình của mẹ, phụ thân tôi tỏ vẻ hưng phấn nói: thật may, cả tuần này tim và huyết áp của mẹ con đều ổn, nên hàng ngày bà ngủ rất ngon, liên tục 7 ngày mà không phát bệnh. Đây là việc chưa từng có gần một năm nay. Nghe vậy tôi khấp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện mình tụng kinh cho mẹ đã có tác dụng. Thế là tôi kể cho mọi người nghe sự tình, ai nghe xong cũng kinh ngạc, đồng cho là vi diệu không thể lường.
Sau đó mẹ mới khai ra chuyện bà giấu giếm bấy lâu nay. Tôi nghe càng chấn động dữ. Mẹ tôi thổ lộ rằng trước đây bà sợ nói ra cả nhà sẽ không ai thèm tin nên đành im lặng. Số là gần một năm nay, tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao, tim mệt cực kỳ, ngủ không được, hơn nữa còn luôn nhìn thấy có người đi qua đi lại trong nhà. Mẹ tôi nhấn mạnh là bà không hề nằm mơ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Vậy mà vẫn luôn nhìn thấy đám người đó. Tôi hơi hoảng hỏi liền, họ ra sao? Hả mẹ? Mẹ đáp, họ có đủ nam nữ, tuổi tương đối lớn. Thế hình dáng thế nào hả mẹ? Đa số thì mẹ không nhìn rõ mặt mày. Không chỉ có vậy, vào nửa khuya mẹ còn nghe tiếng phụ nữ khóc lóc. Có lần còn bị một ông to tướng cường tráng, tướng mạo hung dữ nhào đến chụp cánh tay, mẹ dằn lại thoát ra. Mẹ giải thích, bởi vì sợ thấy đám người này nên mỗi tối ngủ mẹ đều không dám quay mặt ra ngoài. Nhưng dù có nằm quay vô vách thì lần nọ, trước mặt mẹ chưa đầy 30cm, bỗng xuất hiện một kẻ vừa già vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh, đến nỗi mẹ phải nùng thốc nùng tháo, ói mửa liên hồi, rồi kẻ quái gì đó mới biến mất. Trước năm 1949, mẹ tôi tốt nghiệp đại học, hồi chưa nghỉ hưu từng là nhân viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp của Trung Quốc. Bà làm việc tại thôn Trung Quang. Do bản thân là dân trí thức cao cấp, lại có bề dày công tác mấy mươi năm tại Viện Khoa học, bà đâu bao giờ tiếp xúc với những gì được xếp loại là mê tín. Tất nhiên chẳng thể nào chấp nhận được các hiện tượng bao gồm người và vật thuộc lĩnh vực này. Bà không bao giờ tin là có quỷ thần. Nhưng lần này oái âm thai, chính bà lại đích thân diện kiến quỷ khi đang còn sống, lại không phải do ảo giác mà thấy. Điều này khiến mẹ tôi dù không muốn cũng phải tin. Tôi hỏi, sao mẹ không nói sớm cho con biết? Mẹ không hiểu chuyện này rất nguy và đáng sợ hay sao? Điểm đáng sợ chính là khi đó một chân mẹ đã bước vào quỷ môn quan rồi. Tôi giải thích cho mẹ rõ. Trong lục đạo thì nhân đạo, súc đạo và quỷ đạo, cả ba cõi này đồng sống trong một không gian. Cõi súc sinh chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cõi quỷ thuộc âm tính. Vì vậy mà con người bình thường nhờ dương khí thịnh hơn nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi mà tiếp cận được. Bởi vậy mà ta không thấy họ. Thế nhưng các oan gia trái chủ đã qua đời hiện đọa trong quỷ đạo luôn trực sẵn. Đợi lúc con người bệnh nặng hoặc sắp chết, khi âm thịnh và dương suy, thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ, báo thù. Vì vậy, ngày giây phút mẹ nhìn thấy chúng sinh cõi quỷ, tức là một chân đã bước vào quỷ môn quan rồi. Nếu mẹ chịu báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm Phật sự để giải cứu mẹ sớm hơn. Mẹ nói, nhưng khoảng một tuần nay, mẹ không còn thấy quỷ nữa. Chính là bắt đầu từ hôm tôi tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ và oan gia trái chủ của bà, thì ngay tối hôm đó chúng quỷ đã biến mất hết. Suốt cả tuần không đến quấy rầy nữa. Trọn cả nửa năm sau đó, tôi một bề tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho song thân, tụng khoảng 100 bộ. Kể từ chủ nhật mùa hạ năm 2009 trở về sau, bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyển biến tốt. Mỗi ngày uống thuốc một lần, lượng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thường. Song thân tôi thuộc giới trí thức, họ tốt nghiệp đại học trước năm 1949, cùng là nhà khoa học ưu tú, công tác tại Viện Khoa học Cao cấp, nên thuyết phục họ tin Phật là rất khó. Tôi học Phật đã hơn 20 năm, một bề tuyên dương Phật Pháp cho song thân hiểu, nhưng gia phụ một mực bán tin bán nghi, còn mẹ thì dứt khoát không tin. Nhưng kể từ lúc tu tụng Kinh Kim Cang, cầu cho mẹ chưa được cảm ứng vi diệu. Chính việc này đã khiến hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn động và cảm kích. Lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin Phật giáo và phát tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hàng ngày mỗi sáng tối bà đều bỏ ra một tiếng đi tản bộ, vừa đi vừa niệm Phật. Tinh thần và sức khỏe sung mãn so với nửa năm trước giống như hai người khác nhau vậy. Gia phụ cũng 88 tuổi, hàng ngày ông cũng kinh hành niệm Phật hơn 2 tiếng. Tôi còn mua một máy niệm Phật cho mở ở nhà suốt 24 giờ, hỗ trợ song thân nhiếp tâm mạnh thêm. Chuyện cảm ứng của tôi, nếu nhận xét theo khoa học, vẫn hồi đủ điều kiện để chứng minh. Rõ ràng là suốt tuần lễ tôi tụng Kinh Kim Cang cầu cho mẹ, tôi không hề thổ lộ điều này cho song thân hoặc bất kỳ ai biết. Và ngay trong thời gian tụng kinh, tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bí ẩn của mẹ.
Vì vậy, khi mọi sự được hóa giải im đẹp, chẳng thể kết luận rằng tất cả đều do tôi tự kỷ ám thị hoặc ảo giác tạo hành. Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tín công đức, kinh Kim Cang, quả thực mầu nhiệm không thể nghĩ lường. Câu chuyện làm việc thất đức, buông người chịu báo ứng kinh hoàng, kẻ phong mạng, kẻ hóa điên. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, chuyên sống bằng nghề trồng bán dược liệu. Cho nên, có người gọi vùng này là làng thuốc, nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây để mua dược liệu. Có cô gái tên là Hàng Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hàng Hà tuy mới 17 tuổi nhưng tính rất thẳng thắn. Thấy các lái buôn đến thôn mua thuốc thường hay lường gạt ép giá, nên cô tự đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn cùng thương nghị với lái buôn đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp cho nông dân kiếm được rất nhiều tiền, nên dân làng đều tán thán ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hàng Hà, thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai nhất định có thể kiếm được nhiều tiền cho ông ta. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hàng Hà làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hàng Hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân, nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược, nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục, thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tâm, mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988. Mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, do vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hàng Hà. Đồng Tân có người anh em tên là Hụ Tân, mở công ty môi giới hôn nhân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hụ Tân lợi dụng mối giao tế của anh mình, thường dẫn các ông chưa vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hụ Tân lại có hai người khách là Bàn và Vương Đồng Nghĩa, họ đã ngoài 30 tuổi. Chồng có vẻ là kẻ tài ba mẫu mực. Cả hai nói chuyện rất hào sảng, thu hút. Họ ngỏ ý là muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hụ Tân luôn mồm nói sẽ tận lực đáp ứng. 3 tháng sau, Hụ Tân dẫn Bàn và Nghĩa đến Thượng Hải, ngay tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối đó Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho 3 vị khách. Hàng Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Hoang cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Bàn nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ. Bây giờ, y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó thì Nghĩa giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp 3 vùng Bắc Trung Nam của Đài Loan để xử lý công trình. Vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn. Hiện muốn tìm một người phụ nữ hiền lành biết cảm thông để làm vợ. Bàn và Nghĩa giới thiệu rơm rã về mình, cộng thêm Hụ Tân góp lời ca ngợi, khiến Đỗ Nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng. Hàng Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dệt mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này mới đúng là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hàng Hà thầm nghĩ, gia cảnh mình nghèo khó, không học vấn. Nếu như một trong hai người này không chê bỏ thì nàng ưng ngay. Nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt nghèo túng của gia đình, mà bản thân cũng thành là phu nhân tổng giám đốc được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong ánh nhìn của Hàng Hà hiện đầy vẻ khát khao về ước muốn đổi đời. Hai gã, Bàn và Nghĩa nhìn thấu hết. Hụ Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Nghiêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hàng Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Bàn thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi, thì Bàn và Nghĩa lòng khắp khởi mừng thầm vì họ mới vừa quăng lưới, đã bắt ngay được mẻ cá. Nhờ Hụ Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân nương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường thì Hàng Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn chở đến khách sạn Đào Viên giam lỏng và bị tịch thu hộ chiếu hết. Lúc này Hàng Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Bàn và Nghĩa cùng thủ lãnh người rắn là Thái Côn Lâm đến uy hiếp Hàng Hà và Hiểu Hoang. Họ nói nếu hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo với cảnh sát thì không những tính mạng bị lâm nguy mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên Lâm đầu đảng còn chỉ ra hình cha mẹ của hai người và mô tả cảnh nhà của hai cô rõ mồn một. Hàng Hà tự biết khó thoát khỏi tai quỷ, đành nén chịu chờ thời cơ để thoát thân. Còn Hiểu Hoang thì khó mà tiếp nhận được sự thật tàn khốc này, nên là hét khóc than, làm ầm náo đến chết đi sống lại. Tình Lâm thâm độc bèn nhốt Hiểu Hoang, cho hạ thủ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoang thân tâm đều bị dày dò tàn khốc, đành khuất phục tiếp khách.
Cho đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục. Nhưng lúc đó Hiểu Hoang đã bị nhiễm bệnh, dẫn đến chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu. Phần của Hàng Hà, Tình Lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách mà còn dụ nàng hút ma túy, đánh bạc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp Hàng Hà đã biến thành da vàng gầy ốm. Cuối cùng thì suy sụp hay bị ngất. Qua kiểm tra thì nàng đã bị mắc bệnh ung bướu. Một khi Tình Lâm thấy Hàng Hà không còn giá trị lợi dụng nữa, thì hắn chẳng đeo phiền vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa Hàng Hà trả về cố hương. Đến nay sống chết cũng không rõ. Ngạn ngữ Tây Phương nói, người Trường Kỳ làm ác, trong tâm nhất định không an, ba tên Lâm, Bang và Nghĩa, chuyên môn dụ dỗ, lường gạt ép buộc các cô gái ở Đại Lục, Đông Nam Á đến Đài Loan bán dâm. Bọn hắn thu lợi rất nhiều, trải qua tháng ngày phú lạc, nhưng chúng vẫn luôn bị bất an. Vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại, đầu bù, tóc rối, hình dạng như quỷ dữ cứ nghiến răng nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy có một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn. Tiếng cười càng lúc càng khiến ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạn mồ hôi. Hai hôm sau, thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau. Vì vậy, họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ trục tà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý, nên 4 ngày sau thì bay sang Thái Lan để du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ đêm đầu tiên trên nước Thái, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiễu dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần của bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Bàn tự nhiên phát điên, y được đưa về Đài Loan, hiện đang điều dưỡng tại Bệnh viện Tâm thần Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thê thảm hơn. Lúc ở tại Thái Lan, họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan thì cả hai đều cảm thấy không khỏe, thân họ ngày càng gầy ốm. Bệnh viện Đài Loan khám cũng không tìm ra được nguyên nhân. Họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình mắc bệnh S, tức SIDA. Nửa năm sau, họ bị bệnh dày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tích đức, tâm luôn sung mãn, hoan hỷ. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Xin xem gương những người mưu lợi, gạt ép các cô gái bán dâm như thế này. Kết cuộc đều sẽ giống như ba người, Lâm, Bang, Nghĩa. Khi sống tâm luôn bất an, lúc chết rất thống khổ. Câu chuyện những con gà chọi báo thù. Bà tôi làm nghề cưỡi gà đã 20 năm rồi, thu nhập rất cao, nhưng ông bà ta thường nói nghề nào sinh nghiệp nấy quả thật là không sai. Bà tôi là tay làm cưỡi gà, tức là một cái móc sắt gắn vào chân gà chọi để tăng sát thương khi chiến đấu. Bà tôi có tiếng ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là một tay sát cá nhất nhì ở các hồ câu cá giải trí. Bà tôi làm nghề này đã 20 năm rồi, thu nhập rất cao. Nhưng ông bà ta thường nói nghề nào sinh nghiệp nấy, quả thật không sai. Mỗi khuya cứ từ 1 đến 3 giờ sáng là ba tôi lại kêu lên từng hồi như tiếng gà gáy. Hai con mắt tuy nhắm lại nhưng đảo qua đảo lại như mắt gà. Đã vậy trong giấc ngủ, ba thường thấy rất nhiều người đàn ông lực lưỡng to khỏe, chân đầy máu đến đòi mạng ba, rồi mê man nói nhảm. Thỉnh thoảng ba còn dãy đành đạch như con cá mắc cạn. Tôi có lai người ba kêu ba dậy, nhưng không được. Thật sự tôi rất sợ. Ba bị mấy vong hồn báo oán, nhưng không biết làm gì ngoài niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần tôi niệm A Di Đà thì ba không sao nữa. Mà thường còn tỉnh dậy, hỏi tôi nãy giờ có thấy ai không? Tránh được vài lần, chứ sao tránh được suốt đời. Có lần ba chúng thương hàn, sốt mềm màng phải đưa đi bệnh viện. Lúc đưa ba lên xe cấp cứu, tôi thấy có một người đàn ông đô con vạm vỡ, mặt mày hung dữ, chân đầy máu rượt theo chiếc xe như muốn giết người vậy. Tôi đưa tài chỉ cho nội coi đó là ai, thì nội nói tôi bị hoa mắt. Thực ra thì nội biết đó là vong hồn của con gà trống, đòi mạng, nhưng nội không muốn tôi sợ thôi. Sở dĩ có vong hồn gà đến đòi mạng vì theo lệ là những con gà đá nào bị thua đều sẽ bị lấy làm thịt. Chân đầy máu là vì chúng bị cựa đâm vào nhau. Dù trực tiếp hay gián tiếp đều là hại mạng chúng, nên sau khi chết chúng oán hận ba tôi. Có lần tôi ngủ mơ thấy một người đàn bà miệng đầy máu, có vết thương to nhỏ dẫn theo cả trăm cả ngàn đứa con lý nhí. Tôi nhờ nội giải mộng thì mới biết đó là một trong những con cá mà ba tôi câu được.
Vì oán hận ba tôi đã không để nó sinh con mà khiến cả mẹ và chục ngàn đứa con đều chết, nên không muốn siêu thoát mà quay về báo thù. Có lẽ vì vậy mà đôi khi ba tôi dãy đành đạch như cá mắc cạn. Sau lần đó tôi bắt đầu niệm chú Đại Bi hằng đêm để giảm bớt nghiệp chướng cho ba và cũng để cầu siêu cho những vong hồn đang oán hận. Mỗi đêm tôi tụng năm biến chú Đại Bi và niệm danh Bổn Sư Thích Ca, Quán Thế Âm đến khi ngủ mới thôi. Và điều kỳ diệu nhất là chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi thành tâm niệm Phật, tụng chú Đại Bi thì ba tôi đã ngủ ngon giấc, không bị mấy vong hồn oán hận theo báo thù nữa. Tôi tin là ba tôi đã giảm bớt nghiệp rồi. Đến nay đã hơn 2 tháng, tôi vẫn điều điều tụng chú Đại Bi. Tôi đã thuộc lòng và đọc ro ro, không cần nhìn sách nữa. Chỉ mới gần đây thôi, tôi mơ thấy rất nhiều người đàn ông đàn bà đến cười với tôi rồi biến mất. Tôi tin rằng đó là những vong hồn, gà, cá mà ba tôi đã giết. Nay đã được siêu thoát nên họ quay lại cảm ơn. Song tôi sẽ không dừng ở lại đó mà vẫn tiếp tục tụng kinh niệm Phật, cầu an cho gia đình. Vì giờ đây tôi đã có niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự mầu nhiệm của Phật Pháp.